Miếng khô, khô cá đồng. Hết tiền rồi, dịch giả kiểu này. Nhà nước nói là ai có tạm vắng tạm trú thì được chiều gửi, nhưng mình đâu có tạm vắng tạm trú đâu. Nhà trọ còn không hỗ trợ nữa, còn tăng giá nữa mà con. Nên là giờ nghèo, nướng mấy con khô ăn. Tỏi, hành, ớt. À, giờ đập nó ra rồi đó. Giờ đâu vô? Xì. Mùa dịch thì ăn vậy thôi. Vậy mà sẽ cho muốn được 2 muỗng đường đó, ăn caramel rồi để khô vô thôi. Mặn lắm á, đầy nước mắm luôn. Xịt tương ớt vô. Cho thêm chút xíu nước. Hay làm cho nó đường tan ra cái. Giờ thả khô vô. Rồi cái khô này mình nướng xong mình đập ra, tại vì nó trong nó mặn dữ lắm, nó như cục muối vậy đó. Ừ, xong rồi giờ đưa rồi đó, ăn thôi. Tình hình nó tồi tệ đến mức mà nghe này, đi mua rau nêm cũng có luôn mọi người. Canh cũng có rau nêm luôn nè, cơm trắng, cá khô, đóng cửa hết trơn luôn. Bách Hóa Xanh giờ cũng có hàng, cũng có rau quả cũ nữa, nhưng mà thịt nó không phong phú như ngày thường thôi. Cơm trắng, cá khô.